Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tao bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, người châu Âu, người Hoa Kỳ, họ quý cái con chó lắm. Đến nỗi mà nó chết, họ phải bỏ ra mấy chục ngàn đô để mai táng hơn một con người lẫn à. Nhưng mà đối với dân Đại Hàn, với Việt Nam chúng ta thì sao? Chó chết bỏ vô lò nướng cho nó ngon cho rồi, cho chôn tốn tiền. Đúng không? Vậy nếu mà người phương Tây mà họ đọc cái bài tin mừng này, họ nói ông Giêsu ghê quá, bảo ổng là ăn thịt máu ổng phải quý hơn con chó nữa chứ, đây sao mà ăn. Vậy để hiểu cái bài tin mừng này, chúng ta phải đọc hết cái chương 6 này cộng thêm cái chương 15. Hết chương 6 này thì trước cái đoạn này tuần trước chúng ta đã đọc rồi. Chúa Giêsu nói: Ai mà nghe lời cha và đến với cha thì hãy đến với thầy. Mà Chúa nói với Philip sao? Con ở với thầy mà con không biết thầy sao? Ai thấy thầy là thấy cha, ai tin vào thầy là tin vào cha. Vậy chúng ta thấy cái hợp lý là người Do Thái họ phản ứng đúng thôi. Ông này là ai mà cho mình ăn thịt và máu? Bởi vì những cái người nghe Chúa Giêsu này chưa tin Chúa Giêsu. Để hiểu được cái này, đầu tiên phải tin Chúa Giêsu đã. Mà tin Chúa Giêsu thì phải nghe lời của Chúa Giêsu đã. Mà nghe lời chưa đủ, phải còn thay đổi cuộc đời nữa và đi vào cái con đường của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta để ý chương thứ 2 trong Thánh Gioan nói đến lễ vừa qua, trước đó Chúa Giêsu làm phép hóa nước thành rượu ở tiệc cưới Canaan, và câu chuyện của Gioan 6 này là nằm ở trong cái bối cảnh lễ vừa qua. Vì vậy, để hiểu được mình máu Chúa Giêsu thì phải đi vào lễ vừa qua. Mà lễ vừa qua đó là cái gì anh chị em? Trong đêm thứ năm Chúa Giêsu làm gì? Chúa nói sao? Đây, bánh đây là mình thầy, chén rượu đây là máu thầy, máu giao ước. Vậy để hiểu được hai từ mình thầy và máu thầy thì phải đi vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Mà cuộc tử nạn này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Ngay cả Phêrô còn sợ mà: Lạy Chúa, đừng có để thầy phải đau khổ như vậy. Chúa Giêsu nói với Phêrô sao? Satan, lui đằng sau thầy, vì anh cản lối đi của thầy. Vì vậy, để chấp nhận và tin vào bí tích thánh thể, chúng ta phải đi lại con đường yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vì yêu thì Ngài từ địa vị Thiên Chúa, Ngài làm người cái đã. Và làm người chưa đủ, Ngài phải đi lên cái đồi Can Vê. Mà đi lên đồi Can Vê để làm gì?
là một cuộc hiến tế. Chính vì vậy mà mỗi lần chúng ta cử hành thánh thể, chúng ta hiện tại hóa mầu nhiệm gì anh chị em? Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, mình gọi là hiến tế. Chúa Giêsu trở nên con chiên tinh tuyền. Vậy chúng ta lại nhớ lại trong đêm vừa qua của người Do Thái, thiên thần bảo Môi-se và người Do Thái sao? Hãy hạ con chiên tinh tuyền và làm gì? Lấy máu bôi lên cửa nhà rồi ăn thịt chiên trong đêm vừa qua. Vậy Chúa Giêsu áp dụng hết tất cả cái lễ vừa qua của người Do Thái đó nơi chính bản thân của người, và người trở nên chiên tinh tuyền. Vậy tôi và anh chị em hãy đón nhận máu của Chúa Giêsu, không chỉ là chúng ta thoa lên trán mà chúng ta cho nó đi vào lòng của chúng ta, để máu của chúng ta trở nên máu của Chúa Giêsu, thịt của chúng ta trở nên thịt của Chúa Giêsu. Và thịt đây không phải là thịt của ông Giêsu Nazareth đâu, mà thịt đây là thịt của Chúa Giêsu, là đấng làm người, chết và sống lại, một sự thanh toàn tất cả. Chính vì vậy mà người Do Thái họ không hiểu được. Tôi và anh chị em, chúng ta nhờ đức tin và chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần dạy dỗ chúng ta qua lời Chúa, qua cả một truyền thống đức tin của giáo hội cả mấy ngàn năm, đến hôm nay chúng ta tin như vậy. Chúa Giêsu nói sao? Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Vậy tại sao mà bài đọc 1 nói đến cái đức khôn ngoan? Đức khôn ngoan ở đây Kinh Thánh ví như là Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và sự khôn ngoan này được mạc khải ra cho những kẻ tin. Vậy người nào tin thì hãy đến với Chúa Giêsu, bởi nơi Ngài chính là kho tàng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và chúng ta khi đọc Gioan chương 15 thì Gioan chương 15 Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh gì anh chị em? Thầy là cây nho, các con là cành, dễ hiểu vô cùng. Nếu cành mà không liền với cây thì cành chết héo và không thể sinh trái được. Đó là lý do của chúng ta hãy rước lấy mình máu Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không rước lấy mình máu Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không có sức sống từ cây nho truyền qua cho cành, thì cành sẽ héo và không thể sinh trái được. Đó là lý do mà chúng ta thấy giáo hội khi cử hành thánh lễ, chúng ta sẽ có hai bàn tiệc. Bàn tiệc đầu tiên là bàn tiệc lời Chúa, và đỉnh cao đó là bàn tiệc thánh thể. Không thể tách rời hai bàn tiệc này. Và điều thứ hai là không thể tách thánh thể với là gì anh chị em? Thừa tác linh mục. Những người tín hữu tin lành họ không chấp nhận thừa tác linh mục. Họ cho rằng khi những người tín hữu thôi hợp nhau đem bánh và rượu ra có quyền cử hành thánh lễ, nhưng Công giáo chúng ta không chấp nhận như vậy. Bởi vì bí tích thánh thể Chúa lập ra tối thứ năm tuần thánh, mà Chúa trao cái quyền cho ai? Cho các tông đồ. Vì vậy các tông đồ mới truyền lại, mà mình gọi là gì? Bí tích truyền chức thánh. Thánh thể đi liền với bí tích truyền chức thánh. Vì vậy để có bí tích thánh thể thì phải có linh mục. Không có linh mục không có bí tích thánh thể, và không có bữa tiệc ly. Vì vậy mà chúng ta gọi Chúa Giêsu là vị linh mục thượng phẩm tối cao, và Ngài truyền cho ai? Cho Phêrô và các tông đồ. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy tôi và anh chị em khi chúng ta cử hành thánh lễ thì
chúng ta vây quanh ai? Vị linh mục chủ tế. Vì vậy chúng ta không thể tách được điều đó ra. Tôi đi qua bên Mỹ, tôi gặp nhiều nhóm tin lành, họ đọc lời Chúa xong cái họ đem bánh trái ra, họ nói đây thánh lễ, đây cử hành. Thì tôi chạy ra ngoài liền, với tôi không có dự vào đó. Tại vì cái này là không đúng, không được. Mà nếu chúng ta đứng đó là chúng ta trở nên lạc giáo, ly giáo, không được. Nên anh chị em cẩn thận khi mà chúng ta chia sẻ lời Chúa mà có những nhóm mà không thuộc về công giáo chúng ta, thì phải cẩn thận cái lối cử hành của họ. Họ cho đó là thánh thể mà không phải thánh thể. Vì vậy chúng ta cẩn thận. Và Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, khi chúng ta cử hành thánh thể thì chúng ta phải cử hành cho xứng đáng. Vì vậy Ngài nhắc bảo chúng ta phải chuẩn bị tâm lòng. Chính vì vậy mà nhiều khi từ nhà đến nhà thờ chúng ta đi xe cái vèo, rồi chúng ta vô chúng ta dự lễ, mà trước đó chúng ta thiếu chuẩn bị. Ở nhà ít nhất chúng ta dành vài phút để đọc lời Chúa đã. Lời Chúa ngày Chúa Nhật, bài đọc 1, bài đọc 2, bài đọc 3 dạy tôi cái gì, những điểm nào tôi chưa hiểu, tôi để đó đã. Để khi lên trong thánh lễ chúng ta nghe vị giảng thuyết giải thích thêm, để chúng ta hiểu thêm. Và khi chúng ta hiểu thêm rồi thì chúng ta sẽ tăng thêm đức tin, đức gậy, và nhất là lòng mến của chúng ta. Và chúng ta nhớ nè, khi lời chúc của linh mục lễ xong chúc anh chị em về, chữ về đó nghĩa là chúc anh chị em ra đi hăng hái rao giảng tin mừng. Mà rao giảng tin mừng đó là những điều anh em nghe từ lời Chúa trong thánh lễ. Và để rao giảng được thì anh em hãy sống, và sống đầu tiên để làm chứng cho họ đã. Trước khi mình nói thì mình làm chứng, bởi vì làm chứng nó dễ hơn nói. Tại vì nhiều khi chúng ta nói người ta sẽ thắc mắc, anh có học thần học hơn tôi không mà anh dám dạy đời tôi. Vì vậy mà trước khi nói mình hãy sống lời Chúa, và khi sống thì nó dễ dàng thuyết phục người ta hơn. Và nhiều khi ngay cả họ là tiến sĩ thần học nữa, nhưng mà gương sống của chúng ta thuyết phục họ gấp ngàn lần lời nói của chúng ta. Người tin lành họ hay cãi chữ lắm, họ đọc lời Chúa và hay ngay vặn và luôn luôn gọi là thách đố chúng ta. Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta sống lời Chúa mới quan trọng. Vì vậy mà bài đọc 2 Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy cải biến cuộc đời của chúng ta đi khi chúng ta đón nhận thánh thể. Bởi vì thánh thể chính là thánh mà, là Chúa mà. Mà Chúa Giêsu mời gọi sao? Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời. Vì vậy tôi và anh chị em, lắm lúc khi chúng ta sống trong đời sống thực tế, chúng ta cảm thấy mình xấu hổ. Bởi vì vừa ra khỏi nhà thờ thì miệng chúng ta đã nói xấu rồi, tay chúng ta đã làm điều bậy rồi, chân chúng ta đã đi đến cái chỗ tội lỗi rồi. Mà trong lòng chúng ta đang gì? Cô mang mình máu Chúa, đấng cực trọng, cực thánh. Vậy chúng ta có xứng đáng không? Không có xứng đáng thế nào cả. Và nhiều khi chúng ta trở nên phản chứng được. Vậy chúng ta khi suy tư như vậy, chúng ta nhớ chúng ta phải luôn luôn thống hối ăn năn xin lỗi Chúa. Bởi vì con mới rước mình máu Chúa đi mà con đã phạm tội rồi. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của con và giúp cho con quyết tâm thay đổi, để mỗi lần rước lấy mình máu Chúa và khi hết thánh lễ, con thực sự là gì? Là tông đồ của Chúa, thực sự như Đức Mẹ vậy đó. Chúng ta mừng mẹ lên trời, bởi vì mẹ trở nên tông đồ trên các tông đồ. Mà tông đồ của mẹ là hằng lắng nghe và thực thi lời Chúa. Amen.